Xin chào mọi người nhá, thì lại là mình đây. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em 5 cái bản mod Hyundai Trago được ưu chuộng nhất ở trong cái tựa game Biến Simulator Indonesia này nhá. Thì 5 cái đường link đấy mình có để dưới phần mô tả của video. Thì anh em nào mà xem hết cái video của mình ấy, thì thấy con xe nào đẹp và ngon thì anh em cứ tải về và trải nghiệm chơi nhá. Và không lằng nhằng mà điên thiên nữa thì giờ thì mình sẽ vào game và mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem những cái con xe đấy nhá. Rồi let's go.